nhà 2 tầng với ga, được các nhà chuyên môn đánh giá là đẹp trên mọi góc độ. Căn nhà này tọa lạc tại Bếp Romero ở Straine. Hãy bắt đầu khám phá ngôi nhà với góc nhìn đặc biệt và bắt mắt này. Khoảng tầng trên có vẻ khá bí ẩn, trong khi phòng khách và nhà bếp có thể nhìn thấy rõ qua các lớp cửa kính lớn. Các cánh cửa kính lớn dễ dàng trượt mở, xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và ngoài nhà. Từ mọi góc trong căn nhà đều có thể ngắm khung cảnh bên ngoài. Ngôi nhà được thiết kế đơn giản với các chi tiết ốp gỗ và đá sáng màu. Nội thất hiện đại và sang trọng. Ngay cả khi dùng bữa bạn cũng có thể ngắm nhìn bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận cùng bờ sông phía xa xa. Ngay bên ngoài mái hiên cũng được đặt một bàn tròn nhỏ, gia chủ có thể lựa chọn ăn trong nhà cho ấm cúng hoặc dùng bữa ở bên ngoài thoáng đãng. Phần mái hiên được thiết kế rộng rãi giúp bảo vệ bàn ghế bên ngoài cũng như tạo một lối đi có mái che đập mắt. Thiết kế bếp sang trọng thường xuyên đón ánh sáng tự nhiên, tạo bầu không khí ấm áp cho cả căn bếp. Phòng ngủ trên dinh ở tầng 2 có tầm nhìn bao quát khu vực xung quanh. Cây xanh được trồng ở giữa để tạo điểm nhấn.